cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần bài bản về ván đấu rất hay để cho khuôn khổ trận chung kết lượt đi của giải cờ tướng giữa các bên tái mùa giải năm 2021. Trận tranh hùng đỉnh cao giữa cao thủ cầm biên đỏ Lý Tiên là danh thủ Võ Tuấn Cường đến từ đội tuyển cờ tướng Hà Nam và người cầm biên đen là danh thủ Triệu Văn Vĩ của đội cờ Tứ Xuyên. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ吃 将军 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃
Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Chứ. Chứ. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Và sau tình huống cờ trên, bên đen Chelsea qua để tấn công, thì trong thực chiến của trận cờ, bên đỏ đã buông cờ xin thua, bởi các bạn thấy ngay có quay mạ về hoặc bình pháo che đường thì vẫn là mất quân và thua nhanh. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa kể tới các bạn phần biên bản về ván đấu trên để trong khuôn khổ trận chung kết lượt đi của giải cờ tướng các quyền tái mùa giải năm 2021. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.